Cơ thì nói chung là quá trời đã. Chắc mình bưng cái này về luôn quá anh em. Nói chung là đã cuối cùng hoàn thành được cái mục tiêu của mình, Hà Giang 0 km. Quá trời sướng luôn anh em ơi. Hiện tại đang ở trung tâm thành phố Hà Giang. Chợ xe chơi con chậu đất luôn. Thì nói chung là mình đã hoàn thành được cái ước mơ, cái mong muốn của mình là chinh phục hình chữ S Việt Nam mình. Đó. Mũi Cà Mau đã có rồi, giờ Hà Giang 0 km không đã có. Ok, quá trời sướng luôn. Có thể đây là một trong những cái chuyến tour mà mình cảm thấy để đời luôn anh em. Coi như là thú vị nhất trong những chuyến đi của mình luôn. Thì trước giờ mình anh em biết mình đó, mình đi tour cũng khá là nhiều rồi ha. Mình đi tour cũng đâu đó tầm khoảng 2 năm nay rồi đó. Thì lúc trước anh em biết đó, thì lúc mà thợ mà review xe độ, xe đường phố không hết đó, là lúc mà mình đã đi tour rồi quay cho anh em xem rồi đúng không? Hồi xưa thì rất không có được nhiều anh em biết đến đó, cái lúc mà còn mới chập chững làm á đó. Còn bây giờ thì cũng được khá anh em biết đến thì cũng khá là vui anh em. Đi tới đâu anh em cũng biết được anh em giúp đỡ này kia. Nói chung là cảm giác rất là được hạnh phúc, khi kiểu như là rất là sao ta, rất là quý mến những người anh em đó, những người anh em subscriber của tôi đó. Đi đâu nói chung là anh em biết đến, nói chung là sơ xe hay là gặp trục trặc gì trên đường cũng đều có những người anh em giúp đỡ hết anh em. Còn chạy ghê, gặp những người anh em giúp đỡ này kia. Được cái đường mà từ giờ lên tới Hà Giang thì thấy nó đẹp anh em. Nó nãy giờ mình thấy đi đường lộ không à, tại mình coi Google thì thấy nó thẳng băng à, một đường. Còn hôm qua đi cái đường lên Tà Xuồng mà giờ lại không anh em, trời ơi cong 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 nè anh em à, như con rắn mà không có lông gì ơi, ớn ơi à anh em. Mới vừa rồi nhìn anh em thấy không, hai cái cua rồi ó lên thì tải lên sao đường thẳng nhìn trống mà chạy chứ. Hỏi lời cái cua này, mình khúc trước mình khúc là ngầm mà anh em. Chuẩn bị tới cua mà thi công nó cua qua mình đâu thấy được. Phút không mà tìm mình Tú không thấy luôn, chạy mất tiêu luôn trời. Đủ tầm nhìn này kia mình mới dám vượt anh em. Đó. Thì ráng hoàn thành được cái chuyến đi này nữa là coi như là mình full bản đồ Việt Nam luôn rồi đó anh em. Mũi Cà Mau cũng có, rồi đầu Hà Giang cũng có. Thì mình lên không phải lên còn mất không cái mấy nữa đâu. Mình còn xuống Mã Bích Lèng, sông Nho Quế, nói chung là mấy cái điểm mà kiểu như những cung đường hot hot á, còn thiên nhiên còn hoang sơ dưới Tây Bắc á, thì mình sẽ xuống đó mình trải nghiệm hết. Rồi sau đó mình sẽ quay cho anh em xem. Hôm qua mình mới đi Tà Xùa, Tà Xùa cũng rất là đẹp anh em. Nhưng mà hôm qua ghê quá. Nói chung là cũng tâm linh này kia mình cũng không nói được. Nói chung nhiều cái nó trùng hợp với nhau quá anh em. Nhưng mà hôm qua đi Tà Xùa đúng khủng luôn anh em, bị lẹt vô rừng mà. Hôm qua lên đó là mất sóng, mất wifi. Đó, mình cũng hết pin Google không mà quay được anh em được. Trời ơi, chỉ cái đường không phải đi đẹp như vậy đâu, đang chạy đường mà đẹp như vậy mà đi được cây số không được. Không bao giờ đẹp như vậy được. Hẹn chút là cua vô hiểm rồi lên rừng xuống biển ấy, chạy qua sông qua suối quải lắm anh em. Xe tu đinh mà như cái xe cào cào vậy, mới như cái xe off-road vậy anh em. Wow. Khủng thiệt chứ. Ôi lộn đường, đường kia phải đúng, đường này được không à, đường này đường vòng thôi lỡ chạy luôn quay đầu chi. Ủa cũng khá là đẹp ha. Ồ hai quên rừng. Chiến sau mà mấy phục thù lại mới được anh em à. Chiến sau phục thù lại mới được. Chiến này mấy bể nhiều quá, mấy nó nhão quá anh em. Chiến sau à, dứt phải à, phải dứt lại. Wow, đường đẹp ép. Đường đẹp dữ quá anh em. Chiến này mình chẻ mấy lần là mấy nó nhão rồi. Xăng lửa rồi tùm lum hư hết hao hết. Thế thì nhìn cho đi. Ngoài kia thì hai chiếc quay 54 với lại chiếc e gần 54. e gần Vinh Đô ăn rồi. Wow, đường này đẹp.
đường ra Hà Giang đẹp quá anh em ơi. bây giờ rước cái bánh cam, rước cái nắp tròn. Thấy chưa? Bể rồi. Bể rồi không? Bể rồi, bể còn không biết. Không có mới đâu thằng. Cái đầu kia đâu có đây. Để em chạy chạy vòng coi thử có tiệm sửa xe nào có không nha. Hả? Nhớt còn. Để anh kiếm nha. Trời ơi, nắp tròn rồi chú anh em ơi. Này không biết có tìm cái xe em. Giờ này mà kiếm cái đó chắc không khó rồi nha. Con lên Tà Xùa chỉnh cò. Chắc giờ chắc xiết lỏng quá. Chạy từ trong Nam ra. Dạ, bỏ con người ra. Bao nhiêu cậu, con người? 20.000. Dạ. Gì đó kêu không có từ điện. Dạ. Con cảm ơn cậu nha. Dạ. Cảm ơn cậu nha cậu. Con đi luôn. Mày quá. Tưởng đâu mà nguyên cái miền Bắc này mà không có cái nắp tròn này nên chắc tôi quét luôn quá. Giống không ta? Cái nắp trước thì khác nha, còn nắp này không biết giống không. Thôi chạy tới đưa đại anh em. May mắn là được. Không được cũng phải được. Không được gỡ CNB gắn vào luôn cho CNB thì nhớ kỳ về. À, sao mà chạy rớt được cái nắp này hay được. Chắc là đêm anh em mình ráp máy trên đèo á anh em. Xong bắt đầu gọi sao ta. Bị dặn vô chắc là xiết lỏng tay quá nên giờ nó bị rớt. Mày rớt mà để ý nhiều khi như xe đó mày gắn nhàn áo rớt để ý anh em. Như xe mình mà rớt ra là sao không biết. Chứ bà chạy tới nào lúp sơ chứ. Chứ gì nữa đúng không. Như xe người ta rớt ra sợ xe mình chạy có gỡ giày áo mình cũng không để ý nữa. Trừ khi giờ nào nó kêu to quá lúp rồi mình mới biết đâu. Chứ giờ mình đâu để ý đâu. Vậy để ý lắm. Này anh. Ok không? Bắt ổn thiệt chứ. Em đã đến được Hà Giang nhưng mà chưa đến được cái cột mốc 0 km. 0 km là cuối, có nghĩa là cuối cùng của đất nước Việt Nam mình đó anh em. Ở Giang cái mũi Cà Mau vậy. Cà Mau thì đi từ đầu Cà Mau tới mũi Cà Mau phải 200 cây, còn Hà Giang thì đâu đó tầm khoảng 100 cây. Nhưng mà cái đường đi vô Hà Giang cực kỳ đẹp luôn. Cái con sông này sông gì mà nhìn đẹp ác. Ủa sông này là sông gì ta? Phải sông Đà không ta? Đúng rồi, người lái sẽ đò bên sông Đà gì đó. Đẹp hết cỡ. Sông Đà anh em. Wow. Lấy giờ. Welcome to của Hà Giang. Cuối cùng anh em mình đã đến được. Bây đang đứng bên kia chụp hình kia. Hey, anh em mình đang ở trong thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Wow, một cảm giác rất là vô mốt tuyệt vời. Thì đây là cái tỉnh mà chắc chắn anh em phải đến sau khi mà đi, nếu mà anh em muốn đi vượt Tây Bắc, Đông Bắc là anh em phải đến nơi đây rồi. Đây là điểm gọi là cốt lõi, chốt yếu của những anh em. Nói chung là đây là địa điểm chính, còn mấy cái địa điểm kia là chỉ là yếu là phụ mà. Đến đây là phải chụp hình với cột mốc 0 km Hà Giang. Đó là cuối cùng đỉnh của Việt Nam mình rồi anh em. Đó cũng giống như anh em đi Cà Mau, anh em không xuống mũi thì cũng đâu có chưa hết Cà Mau gì á. Đó thì nói chung là mình cũng chưa hình dung trong đầu cái cột mốc Hà Giang nó sâu. Chỉ biết là lúc mà anh em chụp hình, anh em người ta chụp hình ở dưới đó thì nó vậy thôi, chứ mình cũng chả biết đường xuống, mình cũng chưa hình dung được ở dưới đó nó sẽ ra như thế nào. Nào ok, anh em còn đi với mình nào. Thì cái đường mà đi xuống cột mốc 0 km đó thì mình cảm thấy nó khá là đẹp nha. Đó, nói chung là từ đoạn từ Hà Nội cho tới Hà Giang nãy giờ thì mình chưa thấy cái khúc nào xấu hết đấy. Tất cả đều ok. Đó, nãy ngoài kia một bên là sông Đà, một bên là rừng núi nữa anh em. Nhưng mà hình như mình nghĩ dòng về mà đi cái đèo Mã Lèn mình đi song song với sông Đà về hoài luôn anh em.
Wow, ở đây còn giờ còn nhà sàn nè. Wow, mấy nhà này giờ tiền tỷ không anh em, giỡn đâu. Đường Hà Giang này cực kỳ đẹp. Đây là đường đang mà xuống mũi nha anh em. Đèn đường đi xuống mũi xuống cột mốc Hà Giang không có mét luôn, chứ không phải là đường đẹp dưới thần chứ trời. Ở đây nó còn hoang sơ dữ lắm, mình mong là nó sẽ vẫn mãi còn như vậy anh em. Anh em thấy để ở bên Sapa 3 năm trước nó thật sự đẹp luôn, nhưng mà anh em nghĩ đây tới bây giờ là nó bị loãng, nó bị nhão anh em, không có còn cảnh thiên nhiên rồi, không khác một cái Đà Lạt anh em ơi. Đà Lạt hồi xưa nó cũng đẹp dữ lắm nha, nhưng mà giờ dần dần nó hình thành lên khu du lịch này kia, bắt đầu mất đi cái vẻ thiên nhiên rồi, rừng núi rồi. Giờ hồi xưa giờ mà kiếm được cái view nào mà ngắm view đồi mà nhìn ra mà không thấy một cái căn nhà nào, cũng ở Đà Lạt nó cũng căng lắm đó nha. Mình nghĩ chắc chắn không có đâu, hồi xưa thì có chứ bây giờ thì không. Cái sông Đà anh em, sông Đà sao mình nghĩ sao nhìn thấy nước nó xanh với ta, một là do cái tính chất của cái sông này nó dị anh em, anh em thấy không, nó xanh quắc luôn đó. Hai là do người dân ở đây người ta biết giữ gìn anh em, hoặc là cái đây là cái thượng nguồn của mấy cái sông á, sông trong queo luôn, trời ơi xanh lè nè anh em đó, anh em thấy không, thì sao nó ra được cái màu này ta. Mình thấy sông này nhiều nhánh, nãy giờ mình chạy vòng đường trong đây mình thấy nó tẻ ra mấy nhánh luôn. Sông Đà anh em biết bài đây rồi, người lái đò bên sông Đà không, lớp 10, lớp 11 thì mình thi quan này ra bài này nè, mình nhớ mấy là vậy nè, đây nó luôn chứ gì nữa. Wow, phong cảnh thật là hữu tình, đường đẹp quá anh em ơi, tú quậy phá của lửa. Cũng đã đến được thành phố Hà Giang, đang ở trong thành phố còn 3 km nữa là đến được cột mốc 0 km rồi anh em. Sắp tới rồi, quá trời đã. Ồ, đông thế nhờ. Cái cột mốc đó nó nằm trong trung tâm thành phố luôn hả ta? Tại đó giờ mình không biết anh em ơi, có đi lần nào đâu biết. Lần này là lần đầu tiên. Hi hi. Chắc là các bạn ở đây coi kênh mình cũng sẽ là chỉ có vài bạn thấy rồi hoặc là đi rồi, còn chỉ có vài bạn là họ chưa biết. Bây giờ mình dắt mấy anh em đi xuống cho coi nha. Trời đã. Ủa là cái cục mốc nó nằm trong đây luôn. Trời ơi trời ơi. Đâu? Cục mốc nó đâu? Còn 2 cây nữa. Của thời gian tính ra cũng được. Ô tô rồi xe con quá trời luôn, tính ra ở đây giàu lắm anh em. Ô tô nhiều hơn ở tỉnh mình đúng không ạ? Wow, vậy là khủng khủng. Vậy là ok. Wow, khách sạn à. Trời má luôn, nãy mình chọn đây nữa nè. Bự quá. Giờ chạy qua cái cột mốc cái coi, cột mốc chụp hình cái trước rồi tính sau. Buồn cái đẹp nữa kìa. Trời ơi. Wow, chạy quá. Quá. Không ngờ có gian nó bự như vậy luôn anh em. Bự cho bá. Cái tỉnh mà cuối đất nước Việt Nam mà lại phát triển như vậy là quá dữ luôn á anh em. Tại vì mình đối với mình đâu có biết đâu, thì mình cũng chưa đi lần nào. Không ngờ nó phát triển như vậy luôn. Ở đây phát triển hơi bị ghê anh em. Thành phố này kia tấp nập luôn nha, thì mấy ô tô đầy đường, mấy khách sạn to to đùng là đầy luôn. Mà ra ở đây tiền ông lớn mặt lớn anh em, và đây mà gần trung tâm thủ đô thành phố, đèn biển số xanh còn ghê lắm. Chạy xe lên luôn. Ok tất cả những người anh em, cuối cùng mình đã
chinh phục được Hà Giang 0 km đây anh em. Đó đây. Wow. Quá trời đã, Hà Giang 0 km đã không anh? Quá phê. Phê không anh? Phê không anh Tú? Phê. Đó, Hà Giang 0 km. Giờ anh em này đang đứng in check in chờ hình. Mấy chú công an thì đang đứng bên kia luôn. Đây nè. Họ đang đứng bên đó luôn nhưng mà không sao cả, nói chung mình đừng có phá quậy là được. Ok quá trời đã. Còn đây là cột 0 km. Nói chung mà cảm giác này thật là tuyệt. Wow, lên đèn. Xuống. Đã quá. Sướng lắm. Mấy anh giao thông đứng bên kia luôn không sao hết anh em. Ok thì nói chung là quá trời đã. Chắc mình bưng cái này về luôn quá anh em. Nói chung là đã cuối cùng hoàn thành được cái mục tiêu của mình, Hà Giang 0 km. Quá trời sướng luôn anh em ơi. Hiện tại đang ở trung tâm của Hà Giang. Chợ xe dơ như con chậu đất luôn. Thì nói chung là mình đã hoàn thành được cái ước mơ, cái mong muốn của mình là chinh phục hình chữ S Việt Nam mình. Đó. Mũi Cà Mau đã có rồi, giờ Hà Giang 0 km không đã có. Ok, quá trời sướng luôn. Thì nếu anh em nào thấy mình video của mình hay thì anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha và theo dõi nha. Thì hôm mình không biết chuyến sau mình sẽ chinh phục những cái gì nữa, nhưng mà hiện tại thì mình đang rất cảm thấy là rất là vui luôn, quá trời sướng. Ngày hôm nay là một ngày quá tuyệt vời luôn. Không muốn công mấy ngày ròng rã dầm mưa dãi nắng để hoàn thành được. Quá trời sướng anh em ơi. Ok. Nói chung là anh em mình chỉ đến những nơi mà anh em mình cần đến thôi anh em. Đó, rồi vô thành phố anh em mình không có đi mấy cái xe này, tại vì nó ồn ào, nó ảnh hưởng người dân. Đó, ngoài đường quốc lộ đi sao không được. Còn vô đây là kiếm xe chung ngày nghỉ đi. Nói chung ngày hôm nay là ngày một ngày thật sự vui luôn anh em. Đó, nói chung là khá là đã. Trời ơi, sướng cái nơi mình luôn. Không còn gì để bàn nữa rồi. Wow, ăn mừng chiến thắng. Lát đêm này phải ăn mừng chiến thắng rồi anh em. Ok, vô khách sạn rồi. Mai đi mãi với liền nữa, xong là mãi với liền nữa anh em. Mãi với liền đều còn rất là đẹp lắm.